Ôi, làm lại không thấy. Nhanh quá không thấy. Làm lại một cái nữa rồi sao không thấy gì trơn vậy? Từ sao nó hết trái đèn rồi? Trái đèn mờ mờ ha. Giống cái đồ chơi nhà. Rồi. Đá ha, hay ha. Ủa sao nó ra hoài vậy, nó không vô? Rồi vô rồi nè. Rồi đủ rồi bà mãi tính tiền. Có 4 xã xây dựng công viên xong, chuẩn bị tổ chức lấy kiến. Các xã còn lại đang xây dựng công viên. Mũi ơi, Mũi ơi. Dạ. Mũi làm gì vậy? Đang chơi đồ chơi giấy. Đồ chơi giấy hả? Dạ. Ôi đã ta. Con làm gì vậy, gia đình thỏ hả? Dạ. Trời ơi. Con có làm máy tính nữa nè. Trời ơi, đã nha. Có làm chồng cho em bé nữa nè. Ừ. Có cái xe đẹp ủn ủn ủn. Xe ủn ủn ủn. Nó phòng này phòng ai? Chị hả? Chị cũng có phòng riêng á hả? Đã vậy ta. Không, đáng lý nha. Đó là phòng chị ở đây nè. À. Nhưng mà ngủ chung cho vui. Vậy hả? Dạ. Con nhã nha mấy. Trời ơi, mụi tự sáng tạo ra tranh để mụi chơi á. Đã quá trời luôn. Hay quá à. Thôi đi, chơi không? Ủa đi mua bánh ăn đi không? Đi trước. Đi thôi. Đi thôi. Bây giờ mẹ. Bây giờ mẹ sẽ gỗ con nhảy lên chân đã chuẩn bị tiền. Chuẩn bị bóp rồi hả? Áo. Áo luôn. Tóc còn tóc luôn. Rồi nè. Mang dép luôn rồi hả? Quan trọng là bây giờ mẹ chở muội hay là muội tự đi? Muội tự đi. Xe đạp của muội phải không? Dạ. Rồi giờ mình đi luôn tới tới tiệm bánh mua bánh hay là mình đi dạo một vòng vô trường học rồi bắt đầu mình thôi, ra mẹ chở đi thôi, mẹ chở đi nha. Vậy con thấy nó hơi kỳ vậy. Trường học tiểu học của con đó cùng đường luôn mà, đâu có sao đâu, xa lên chút thôi. Đúng rồi. Đi chạy vòng vòng đi. Đi thôi. Vậy là con tự đi xe ha, mẹ chạy theo nha, từ từ thôi nha. Từ từ thôi nha muội. Đợi mẹ với. Chạy qua trường học luôn. Chạy đi, chạy tiếp luôn. Bội ơi. Bạn kè phải không? Rồi, xe đâu lại tiếp xe chạy vòng vòng đây đi. Đi đâu à? Chạy lên trường. Chạy tới cổng trường. Về luôn rồi. Bánh tráng hả? Tráng nào? Này hả? Bọc bạch à hả? Dạ. Lấy con bạch đi.
có bánh tráng cay kìa mọi nè, lấy con bịch này thôi nha, có bánh tráng cay á. Lấy kẹo ơi, lấy kẹo múc cho cậu ba đi. Thấy đó gì à, giống cái đèn ngủ quá ha. Màu gì, màu hồng hay màu xanh? Tính nha. À, lấy được không? Sao không lấy ra ta? Rồi. Để thôi bà lấy cho chút ra rồi nè. Bị kẹt ở trong này nè. Mùi, để nắp lại mùi. Cầm đi. Đây. Được không? Con lấy hai tang để lại coi. Được không? Được không? Được. Dính không? Bánh bánh cái đèn. Mấy kẹo ha. Là cái bút ra. Dán giờ đây nè. Được không, thích không? Quá trời kẹo rồi. Tường gì nữa mùi? Bánh tráng cay. Bánh tráng cay nãy bà bãi lấy rồi mà, bà bãi bỏ đâu kìa, kia kìa, bỏ vô bao đó đi thôi, bà bán tiền cho. Trời ơi, bỏ vô đây thôi, bà phải tính luôn. Nữa thôi đủ chưa? Thôi phải không, cơm cháy hồi nãy nó cơm cháy nữa mà, lấy viên cơm cháy nữa, cơm cháy. Rồi, mới phát hiện được cái hộp gấu dâu nè hả? Dạ. Lấy một hộp phải không? Hộp nào? Gấu dâu này hay gấu dâu xanh xanh này? Ê, cái này giống giống cái con này, cái của muội không muội? Bả bự phải không muội? Phải không? Cái đồ chơi của hội mà bự hơn. Bento đâu? Nãy nó mua bento nữa mà bento đâu có không? Cái bento ừ, lấy bento đi. Lấy mấy bà thiệt xé chụp lên, ừ, xé ra. Thôi mỗi người ngủ. Bà bãi lấy cho cái hộp này nè, hộp gì nè, hồng hồng này nè. Cái này nè, cái này là gì? Lấy màu nào con chỉ đi, bà bãi lấy cho. Đó dâu, dâu đó là dâu bên kia, dâu đó nó dợt hơn. Đó. Ừ. Đó. Với một cái cơm cháy trà bông nữa. Cơm cháy gì trà bông. Rồi, mối gì nữa mọi? Cô cho hai cái bánh bông lan nữa. Một cái cơm cháy trà bông với một cái bánh bông lan luôn. Rồi tính tiền luôn. Hả? Cái gì mọi? Cái gì? đâu con làm lại mẹ coi. Ôi làm lại không thấy, nhanh quá không thấy, làm lại cái nữa rồi sao không thấy gì trơn nhỉ? Từ sao nó hết cháy đèn rồi, cháy đèn mờ mờ ha. Cái đồ chơi nhỏ rồi đá ha, hay ha. Ủa sao nó ra hoài vậy, nó không vô?
Thà vô rồi. Rồi đủ rồi, bà bái tính tiền. Có 4 xã xây dựng công trình xong, chuẩn bị tổ chức lấy kiến. Các xã còn lại đang xây dựng dân kiện, công tác chỉ đạo cực kỳ nhân sự. Bỏ này vô. Rồi bỏ vô đi. Ồ. Cái đó gì? Cái bao đồ chơi hả? Ở đồ chơi con bỏ một lòng xe vậy hả? Chạy coi chừng gớt nha. Cầm sao mà chạy? Bỏ vô túi đi. Bỏ vô túi áo đi. Từ từ xe nhúc luôn à. Từ hết xe rồi đi. Từ còn xe. Rồi đi đi. Mụi mua được rất là nhiều bánh về cho mụi với anh hai luôn ha. Có đồ chơi mụi thích nữa mụi. Dạ. Yeah. Thích không? Con thích cái đồ chơi đó không? Thích. Chạy từ từ về đi. Hả? À cái này đang hot lắm nè, bà bãi nói vậy hả? Bà bãi nói cái này. À, bà phải nói cái này đang hot rần rần trên mạng phải không? Đồ chơi đó đó. Ừ. Hả? Ờ. Rồi mụi chạy tới nhà rồi các bạn ơi. Rồi. Mụi tới rồi mụi ơi. Vô chưa? Vô khoe cậu ba mới được. Trời ơi, có đèn luôn. Hôm bữa mua bên kia không có đèn ha. Nhưng mà nó có cái móc khóa, còn này không có móc khóa mùi. Có đèn phải không? Không phải. Nó không có móc khóa chứ mà. Đục mất chiếc dép này. Đâu dép đâu? Ủa dép đâu? Có trong nhà không? Bằng nghe rồi á. Nhưng mà mẹ hỏi chiếc dép đâu mũi. Nè cái này để móc khóa vô nữa nè. Ừ nhưng mà nó cái kia thì nó có luôn cái móc khóa cho mình. Giờ dép đâu? Dép ngoài trong xe rồi hả? Ờ dép tuột trong đó rồi hả? Ủa quên để bánh vô mũi. Nè xem nè. Cái này để bánh vô trên hai nữa. Ừ cái này là cái nhà. Còn cái này là cái mới mua. Ừ rồi cái móc khóa của cái nhà đâu rồi? Tháo vô mất tiêu rồi hả? Xách vô. Dẻo. Nè, bánh bông lan là cho anh hai. Cảm ơn cậu ba, đâu? Không cậu ba đâu. Có cậu ba là mấy cây kẹo. Ờ, cậu ba là mấy cây kẹo mút đó. Nãy cậu ba dặn cậu ba ăn kẹo mút nè. Phải có bánh đắng cay nữa hả? Ừ. Còn bóng nữa. Còn bóng đâu dính vô cái bịch bánh đắng cay vậy mũi? Ta mua. Con búa hả? Trời ơi. Xem nè, cái đèn ngủ. À, cậu ba nhìn nè, đèn ngủ đang quẹt. Rồi. Sao muội hết trái rồi? Mới quảng cáo nữa. Muội mới làm sáng xong rồi hết rồi. Ừ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đó, nó bị lỏng. Cậu ba có này nè. Bà bãi lên cái đồ chơi này đang hot gần gần trên mạng này, gấu dâu đàng hoàng nữa. Nhưng mà nó không nghe. Ủa? Nói gấu dâu đâu muội? À gấu dâu nè. Qua bịch bánh tráng cắt sẵn luôn mấy người. Ủa sao bà bãi cho cái bịch bánh tráng cắt sẵn luôn vậy? Ngộ vậy? Bịch bánh tráng bị khui rồi hả? Mưa kỳ vậy? Khỏi chắc hả? Anh hai, cho anh hai ăn gì cậu ba? À bánh tráng đi nè. Nè anh hai. Anh bà bãi hay quá, biết về con ăn liền nên cắt ừ bà bãi hay quá, bán hàng khui sẵn rồi không còn nguyên tem. Ơi nè con ăn bịch này đi rồi, anh hai ăn bánh bông lan nha các bạn. Anh hai sẽ ăn bánh bông lan nha, mua bánh bông lan cho anh hai mà. Còn mũi mũi có cái đồ chơi đó là mũi khoái rồi. Cái gì cái lớp mặt của bánh bông lan dính vô bao luôn mũi. Cái dính cái da vô cái bao luôn rồi. Kỳ
Kỳ không? Wow, Khánh Sao? Nghe lò bánh. Khánh nghe, ừ. Chắc không có gì đâu. Nên mình sẽ Khánh lên hả? Khánh nghe. Khánh nghe. Khánh lên. Ơi, ủa. Cái này á. Thôi vậy không rồi. Cái này nhìn ngon quá nên mình sẽ giục. Sợ lên. Cậu ba với Mão mặc áo giống giống vậy ta. Về nãy về tới thì ông giục mà. Mụi mụi lấy cái đồ chơi của mụi coi, mụi lấy cái đèn ngủ với cái gấu dâu á, đồ chơi gấu dâu không? Trời ơi cái đèn ngủ. Nó làm nè. Cái gấu dâu nó nhạy lắm. Vừa đụng cái là nó phát sáng. Còn cái này á thì phải đập rất là mạnh. Đâu? Mà ăn không chưa? Trời ơi ăn bánh bông len. Ăn bánh bông len thôi, bánh nhóc ăn chi nhum nhum. Rồi, không ngờ. Coi muội kìa. Coi muội nó có đồ chơi mới kìa. Bye bye các bạn đi. Còn cơm trái nữa muội. Con chọt cậu ba một cái là nó phát sáng gì đó. Nào. Hay vậy? Nó nhẹ nhàng mà phát sáng hay vậy? Nè, chọt. Chọt thay đi, chọt thay mới thấy được. Chọt. Ý. Chọt bánh thay không phát sáng. Muội quê. Nè mập quá không phát sáng mọi à. Mụi cũng ốm mà mập mà mụi không phát sáng vậy. Nghe một tiếng bùa. Rồi bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn nha. Ơi, cái đèn ngủ đi. Rồi văng luôn rồi. Chiều nay mụi đi ba mua bánh cho anh hai với cậu ba. Bye bye Mão. Ba ơi. Anh hai Mão ơi. Bye bye. Bye bye. Chào biệt các bạn nha. Ủa cậu ba lấy bánh của anh hai cất nó mất tiêu rồi. Đâu rồi Mão? Mỗi cắt bánh của mỗi đi bento rồi đó.